chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa cái iPhone 6 nó bị cái lỗi là chuông không có nghe hoặc là chúng ta hay còn gọi là lo ngoài á hoặc là khách hàng khách hàng họ nói là người ta gọi tới không có đổ chuông đúng không hoặc là lên YouTube xem lên nghe nhạc không có nghe được rồi thì các bạn sẽ có những cái cách thử máy đó, các bạn vào cài đặt vào kiểu chuông để các bạn nghe thử xem nó ok không hoặc là nếu các bạn thử cái kiểu chuông mà không được á nhạc chuông các bạn chọn đúng không nó nó vẫn không có âm thanh gì hết. Hoặc là các bạn lên trên YouTube hoặc lên lên những cái kênh nghe nhạc để các bạn nghe xem nó có âm thanh hay không. Rồi trường hợp nếu mà nó vẫn không có âm thanh á thì chúng ta sẽ bật cái volume lên xuống để chúng ta xem xem nó đang ở chế độ gì thì cái này nó nằm ở ngoài clip căn bản rồi các bạn ha. Rồi. Thì riêng cái riêng cái dòng máy này thì khách hàng họ nói là cái máy họ bị mất chuông kèm theo cái tình trạng là hao pin ha thì khi mà mình nghe được vậy thì mình đã mường tượng được trong đầu mình là cái lỗi là có thể là do con IC si chuông nó bị chạm nó gây cái tình trạng hao pin và bị mất chuông thì mình sẽ kẹp cái dòng vào mình thấy cái ha vừa mới kẹp vô mà thấy không kim dòng nó lên cao chạm và rờ nhẹ là nóng IC si chuông thì là mình quyết định là mình sẽ thay thế con IC si chuông rồi thì các bạn sẽ nói là trời ơi clip có nghĩa là mày làm lâu rồi mày biết được con IC si chuông là con gì nó nằm ở đâu thì mày làm thôi chứ tao mới học làm sao tao biết đúng không rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở sau cái clip cái cách ha cái cách để nhận biết còn cái clip còn cái ở cái thời điểm này mình chỉ là để mời các bạn xem cái cách thay thế con xe chuông thôi thì nhưng mình mình làm lâu rồi mình biết được cái bệnh này là do con xe chuông nó chạm đúng không thì mình sẽ dở cái siêu này lên và con xe chuông nó sẽ nằm dưới cái siêu này và cái cách dở cái siêu các bạn cũng đã học được ở trong cái thư mục basic skill trên web icfit solution rồi ha rồi thì cái con chuông á nó bị chạm nó gây ra nó gây ra hao pin dòng sơ cấp khi chúng ta vừa mới gắn cái máy cấp nguồn vào thì chúng ta đã thấy được cái dòng nó lên cao rồi đúng không và lúc này là các bạn chỉ cần rời nhẹ với xi chuông các bạn sẽ thấy nó nóng nó nóng cái tay các bạn ha từ ấm cái tay cho đến phỏng cái tay luôn thì chúng ta sẽ việc tiến hành chúng ta tháo cái xi chuông ra thì sau khi tháo cái xi chuông ra chúng ta sẽ kẹp dòng thêm một cái nữa để chúng kẹp cái, cái, cái dây cấp nguồn á thêm một cái nữa để chúng ta xem xem cái dòng nó tốt hay chưa Đó, các bạn thấy không? Thì cái dây cấp nguồn là cái gì và cái máy cấp nguồn là cái gì thì các bạn cũng đã biết được trong cái web icfit.solution các bạn ha. icfit.vn này là cái trang chỉ dành cho khách hàng những user họ xem để họ biết được rõ hơn về cái cách sửa về cái quá trình sửa thôi. Còn để sửa được như thế nào thì các bạn phải vào trang solution để các bạn học ha. Rồi, kẹp nguồn vào thì các bạn sẽ thấy ha, dòng rất là đẹp và mình sẽ thử bấm kích nhẹ nguồn lên coi dòng nó dính để U đẹp dòng để đẹp hay không. Rồi các bạn thấy chưa dòng DFU rất là đẹp Kích nhẹ và trả về Ok dòng rất là good Như vậy tiến hành mình đã xác định được là Cái việc mình tháo nguyên xe chuông ra Hết chạm là có nghĩa là nguyên chuông nó bị chạm các bạn ha Ok thay thế nguyên xe chuông, chuông mới thôi Và khi thay thế chúng ta nhớ thay thế đúng chiều con chuông này nó hơi khó thay một chút Tại vì xung quanh nó có những con tụ nó cái bên nó nhỏ Đúng không? Thì nó khó nó khó thay một chút thôi. Các bạn làm từ từ các bạn sẽ quen thôi tập từ từ ha trong cái mục basic skill và hack skill trong cái web solution đó rồi cái cách tháo ic ra dọn chân ic và đổ chân ic thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không sau khi đóng ic đóng ic chuông vào thì mình sẽ thử mình sẽ cấp nguồn một lần nữa để mình xem cái dòng nó đẹp hay không nếu mà cái dòng nó đẹp rồi thì có nghĩa là cái bệnh nó được khắc phục còn trường hợp mà đóng ic chuông thay ic chuông khác vào cấp nguồn vô mà dòng nó vẫn chạm thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ đo tiếp ha một lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn rồi thì sau khi test máy các bạn sẽ thấy ha cái bệnh chuông này đã, 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 đã được khắc phục ok đúng không nhưng mà cái vấn đề nằm ở đây là bây giờ tôi mới học nè đúng không tôi mới vô nghề tôi đâu có biết được cái con IC chuông là cái con gì đâu tôi đâu đâu có biết được cái đường chuông là cái đường nào đâu rồi thì các bạn cứ tiếp tục theo dõi cái video clip này ha mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà xác định được cái con IC chuông là cái con nào và cái từng bước từng bước sửa chữa từng bước từng bước định đây luôn à Ai thèm Hỏi gì kỳ Rồi thì ở cái web mà icfix.vn và hướng dẫn mà tháo ráp máy các bạn cũng đã biết được cái này là cái cụm chuông của nó đúng không? Cái cụm chuông của nó nó sẽ kết nối qua một cái sợi dây. Bây giờ mình sẽ lấy một cái men mô phỏng ra để cho các bạn hiểu rõ hơn. đây là một cái men iPhone 6 bị dính iCloud ha mọi chức năng đều hoàn hảo chỉ có bị dính iCloud thôi thành đã thành máy xác vứt đi để lấy linh kiện thôi rồi còn đây chính là cái sợi dây kết nối hay chúng ta còn gọi là sợi dây cáp sạc của iPhone 6 các bạn thấy hai cái điểm tiếp xúc đó là hai cái điểm tiếp xúc của cái chuông và từ hai cái điểm đó nó sẽ đi lên socket và nó sẽ kết nối vào cái men như vậy thì chúng ta đã biết được cái socket này chính là cái socket kết nối dành cho cái chuông đúng không rồi, thì chúng ta có thể, có thể sử dụng ZDUP hoặc là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm một cách để xác định nửa bằng cách đo cái trên cái sợi dây cáp này. Chúng ta sẽ đo thông mạch ha, đo thông mạch đầu tiên quay đen, chụp đều quay đỏ, chỉnh thắng đo x10 sau đó chỉnh về không nếu chúng ta chưa có quen. Sau này quen rồi không cần phải làm cái điều này. Rồi. Quay đen các bạn chấm lên một cái điểm tiếp xúc chuông, quay đen hay quay đỏ gì cũng được, không quan trọng ha. tại vì đo cái này là đo thông mạch và cái kiến thức đo thông mạch các bạn đã có trong cái trong cái căn bản các bạn không, mình sẽ đo rà xem nó sẽ lên kim ngay đâu rồi cái chân đó nó lên kim các bạn thấy chưa? như vậy là cái đường này cái đường này cái cái chuông nó sẽ đi lên cái chân ngay ngoài rìa của cái của cái socket sợi dây. rồi tiếp tục chân này mình sẽ đo rà cái socket coi cái chân nào nó nhảy kim, không nhảy đến qua đây. à cái chân ngoài rìa nó nhảy rồi như vậy là hai chân ngoài ở ngoài rìa của sợi dây này chính là hai chân quản lý cái phần chuông đúng không? bây giờ mình sẽ lấy cái dây này mình ốm vào cái men để mình biết được hai cái chân trên cái socket là nào là hai cái chân của quản lý chuông các bạn thấy không đơn giản không rồi nếu các bạn chưa hiểu các bạn có thể tua lại để xem một lần nữa rồi bây giờ các bạn thấy nha hai chân ngoài rìa này là hai chân quản lý chuông đúng không rồi mình sẽ ập vô cái socket vậy là hai chân ở ngoài rìa ở ngoài rìa ngoài của, của cái socket trên cái men chính là cái hai chân đó nó sẽ tiếp xúc vào cái chuông các bạn ha rồi mình sẽ đo tổng trở trên cái chân này, trên hai cái chân đó xem nó có bị đứt đường hay không cái trường hợp nếu mà nó bị chạm á, thì chúng ta sẽ cách ly những cái tụ trên cái đường bị chạm còn cái trường hợp nó bị đứt á, thì chúng ta sẽ câu lại những cái đường bị đứt và làm sao biết được tụ nào và cái và cái đường đi như thế nào chúng ta sẽ nhờ sự hỗ trợ của z lúc này đây chúng ta sẽ nhờ sự hỗ trợ của z các bạn ha và cái tool giá chúng ta sẽ phải mua các bạn ở thời điểm này nó sẽ nằm ở giá là một triệu tư và mình có kinh doanh cái sản phẩm này các bạn muốn mua các bạn có thể liên hệ với mình hoặc là liên hệ với chỗ gần nhất của các bạn rồi bây giờ mình mới mở cái tool z lên các bạn ha mở luôn blackfish rồi tool z mình sẽ chọn iphone và chọn iphone 6 đây các bạn thấy không? Nó có những cái hồi điểm hiện nay nếu các bạn thấy cái tool với đó, cái iPhone 6 mà nó có thêm cái mã này nè, thì đây là một cái men hoàn thiện ha. Còn các bạn thấy nè, không? iPhone 6 hoặc là iPhone 6 nó không có cái mã đó thì thường nó là hình những chân ốc hoặc là một cái gì đó. Chúng ta sẽ nhấn vào cái men hoàn thiện. Bên phần hành Blackfish này chúng ta cũng sẽ mở iPhone lên. iPhone 6. Rồi. Thì uh, như lúc nãy chúng ta đã biết được là cái socket này là cái socket quản lý cái phần chuông và chúng ta đo ra chúng ta cũng biết được cái chân này là chân chuông và chân này là chân chuông đúng không đây nếu các bạn sẽ nhấn vào nó cũng ra tên các bạn thấy không speak 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 amply um, đúng chưa ao chân p rồi chân này là chân n có thấy không nó còn trường hợp nếu mà chúng ta vẫn chưa biết chúng ta chưa biết gì hết chúng ta không có đo nhưng mà chúng ta biết được cái socket này là socket quản lý phần chuông thì cũng giống như những cái video, clip trước ha các bạn sẽ nhớ cái socket này tên là Z1817 các bạn mở lát lên mở lên phần sau các bạn search cái từ khóa là Z1817 nó cũng ra thôi các bạn thấy không có rất có rất là nhiều cái cách để mà chúng ta tìm kiếm một cái chức năng gì đó còn thấy không Z1817 socket rất là to rồi các bạn sẽ thấy cái chân của nó là không đây cái chân đậm nè không? speaker, Ampli Speaker Ampli, chân N và chân B. Rồi. Thì các bạn sẽ biết được nó, nó sẽ kết nối vào cái socket này qua cái chân 1 và chân 2 đúng không? Rồi, chúng ta tiếp tục mở lại cái setup. Chúng ta sẽ nhấn vào đây, chân 1 và chân 2. Phóng to lên. Đây, chân 2. Các bạn thấy chưa? Chân 2 nó sẽ qua một cái con tụ này và nó qua một cái con diode này và nó đi đâu nữa? Rồi Nó sẽ qua tiếp tục Cái tụ này và nó đi thẳng vào cái con này như vậy Chúng ta vẫn chưa xác định được đúng không Rồi chúng ta tiếp tục nhấn qua chương 1 Phải không? Chương 1 nó đi qua cái tụ này Đi qua diode này Rồi nó đi qua cái cuộn dây R, Điện trở R này Và nó đi vô cái con này Rồi như vậy chúng ta xác định được con U1601 là Con IC quản lý cái phần chuông các bạn thấy không hay ampli speaker hoặc là con dac dac digital anoc converter đúng chưa? u 1601 rồi thì nếu như các bạn đo tổng trở trên hai cái chân này có một chân nào đó nó bị mất trở thì các bạn sẽ phải dò theo dây đúp và các bạn sẽ đo tại đây mất trở đúng không mà tại đây có trở thì nó sẽ bị đứt đứt từ đây đến đây chúng ta sẽ câu lại nếu như các bạn đo ở đây mất trở ở đây mất trở ở đây mất trở ở đây mất chợ luôn ở đây mất chợ luôn thì lúc đó các bạn sẽ giải IC các bạn đo ta đo chân thông mạch IC từ đây đúng không từ chân này ra chân này rồi vậy các bạn sẽ thực hiện câu cuộn dây lại và trường hợp này hầu như rất là hiếm xảy ra ha rồi nếu mà chân hai các bạn đo chân hai các bạn thấy nó bị chạm đúng không thì các bạn sẽ cách ly cuộn dây C tụ điện C này hoặc là diode D này hoặc là cái tụ điện C này nếu mà cách ly hết luôn mà vẫn còn chạm thì chỉ còn IC này thôi Chúng ta tiếp tục cách ly IC ra Nếu mà hết chạm thì chúng ta tiến hành chúng ta thay thế con IC khác Các bạn thấy chưa Đó thì những cái cách này các bạn cũng đã biết rồi Trong cái những cái clip căn bản mình có hướng dẫn các bạn Các bạn cũng biết rồi ha Rất là đơn giản rồi Trường hợp nếu mà các bạn đo tại đây ok Và đo tại đây ok Thì chúng ta sẽ Trong đầu chúng ta sẽ suy luận ra À tại sao đường xá không rồi Mà cái chuông vẫn không nghe đúng không Đo ok hết mà cái chuông vẫn không được Có thể là cái chiếc xe nó bị lỗi không rồi thì mình phải ví dụ con xe chiếc xe thay thế thay thế chiếc xe này rồi trường hợp như là chúng ta thay thế chiếc xe này và nó vẫn không hết lỗi thì chúng ta tiếp tục chúng ta làm sâu hơn là cái xe này nó có đủ xăng hay chưa và là xăng chính là những cái đường áp cấp cho nó ha thì chúng ta chúng ta mở u 1601 chúng ta mở qua hàng xe phân tích này chúng ta sẽ từ khóa u 1601 để chúng ta xem xem có những gì có bao nhiêu xăng cấp cho nó bạn thấy không đây VBAT, VCC, cấp vô cấp vô. Rồi, 1.8 cấp vô phải không? Các bạn giỡn cái xe này ra và các bạn đo tổng trở tại những chân này. A1 B1 nè, C1 D1, A2 B2 đo tổng trở bằng cách về đen chấm mát và về đỏ chấm vào cái chân cần đo, đúng không? Nếu mà mất trở chân nào thì chúng ta sẽ câu lại. Và cái chân 1.8 này cũng vậy, chúng ta sẽ đo vào chân F5 nữa ha. Rồi, trường hợp như là chúng ta đo ok hết có nghĩa là xăng đã có. Chiếc xe cũng đã thay rồi, ok, đúng không? Đường xá nè hai đường ao nè cũng đã ok rồi mà tại sao vẫn không có chuông thì lúc đó chúng ta sẽ suy nghĩ suy luận thêm một xíu nữa có phải là tài xế đúng không tài xế ngủ quên không tài xế đây chính là những cái đường data ha những cái đường điều khiển đúng không tài xế điều khiển hay những cái đường data này lúc đó các bạn sẽ phải dở con xe chuông lên và các bạn đo những chân ở đây 5 d 6 a7 a6 d 7 có cái chân là mất trở hay không rồi sau đó thì các bạn nếu mà các bạn chưa quen á thì các bạn có thể lấy một cái men mẫu có nghĩa là cái men bị iCloud cloud á các bạn xa tháo cái con chuông ra không tháo con chuông ra nè con chuông nè tháo ra và chúng ta đo từng chân từng chân một ở cái men ở cái men mẫu và cái men bị lỗi và xem xem có chân nào nó bị lỗi hay không và chúng ta tiếp tục dựa giấy đúp và chúng ta suy luận từ những cái chân đỏ những cái chân lỗi đó các bạn thấy không rồi các bạn thấy rất là dễ hiểu ha rồi bây giờ thì mình sẽ vẽ ra giấy các bạn thấy không? Nó phức tạp vậy nè, nhưng mà các bạn thấy mình vẽ mình vẽ ra giấy các bạn thấy nó đơn giản lắm. Ha, rồi giờ mình vẽ ra giấy nha. Rồi các bạn thấy lúc nãy chúng ta thấy ha, từ cái socket thì các bạn đã biết được cái chân 1 và cái chân 2 là hai cái chân tiếp xúc với chuông thì chúng ta sẽ vẽ từ socket chúng ta vẽ ngược lại, đúng không? Socket chân 1. Rồi chân hai cái socket không nó sẽ đi qua chân một hoặc chân hai gì đó nó đi qua con điện trở ở đây mình demo ha mình cũng không nhớ chính xác rồi Xong đó, nó đi vào cái con IC chuông Các bạn thấy không Cái chân tiếp xúc với chuông nó đi vào con IC nào Thì cái IC đó IC quản lý chuông Nó đơn giản vậy thôi Đây là cách học ngược của IC fix các bạn thấy không Rồi chân 1, chân 2 Nó sẽ đi qua một vài cái một cái con tụ và một cái con diode Hoặc là nó đi qua vài cái con tụ và diode ha Cái này tùy theo cái mạch thôi Tùy theo nhà thiết kế mạch thì cái con tụ và cái diode để làm nhiệm vụ gì thì nó thì mình sẽ trình bày trong cái clip căn bản về tụ điện điện trở trên to ha trong một căn bản mình sẽ update cái video video clip đó sau còn thấy không nếu như các bạn đo tại đây mà nó bị mất trở thì các bạn sẽ tiếp tục các bạn đo tại cái 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 đầu kia của con điện trở xem nó có trở hay không đúng không nếu đầu này có mà đầu này mất thì chúng ta phải câu điện trở lại hoặc là chúng ta xem xét xem nó đứt ngay đường nào chúng ta sẽ câu lại đó thôi còn trường hợp nếu mà con đi ót, các bạn đo mà nó bị chạm thì có thể là con diode nó chạm hoặc là cái tụ nó chạm đúng không thì lúc đó data nó nó đi theo nó đi theo cái đường chạm nó chạy xuống mát hết rồi lúc đó chúng ta chỉ việc chúng ta bẻ bỏ những cái con mà bị chạm trên cái đường đó thôi còn trường hợp nếu mà các bạn đo các bạn thấy nó bình thường hết hai chân đều bình thường thì các bạn sẽ suy luận rằng à, đường xá nó đã thông rồi thông thoáng rồi mà tại sao chiếc xe nó không chạy cái chuông nó không nghe đúng không thì lúc đó chúng ta sẽ đường xá nó thông thoáng mà chuông vẫn không nghe có thể con ic chuông hư hoặc là chiếc xe nó hư đúng không thì mình ví dụ ic chuông là chiếc xe và chúng ta thay thế cái ngôi xe chuông sau khi thay thế rồi mà vẫn không được thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nghĩ kỳ ta đường xá ok xe ok mà xe không chạy có thể là xe hết xăng không xăng ở đây có nghĩa là những cái áp cấp cho chiếc xe các bạn ha rồi chúng ta tiếp tục chúng ta kiểm tra xăng là kiểm tra những cái đường áp cấp cho nó còn thấy không v và 1 phần 8 tám nó chỉ có hai cái áp cấp này thôi thì nếu các bạn đã kiểm tra áp cấp ok rồi xe ok đường ok xăng ok mà tại sao không chạy có nghĩa là xe chưa có tài xế có nghĩa là đường data nó điều khiển cho cái con ic nó bị lỗi tài xế điều khiển xe các bạn thấy không rồi chúng ta tiếp tục chúng ta IC lên và chúng ta đo đạt những cái đường data bằng cách là quay đen chúng ta chấm mát và quay đỏ chúng ta chấm vào những cái đường data chúng ta cần đo thì các bạn phải đo hết ha tại vì mình đâu có biết được cái đường data nào lỗi đâu nên mình phải đo hết từng chân từng chân một và mình sẽ sử dụng một cái men iCloud là một cái men mẫu đúng không để mình đo mình đo men này xong rồi mình đo qua men mẫu mình đo men này mình đo qua men mẫu nếu mà như nếu, như nếu, như có cái đường nào nó mà, mà nó mà sai lệch á thì mình chỉ việc dựa theo giá đúp mà mình xem xét cái đường đó thôi còn ngoài ra nó sẽ có một vài con tụ đặc biệt nữa nghĩa là từ cái trong trong con ic nó sẽ đi ra cái tụ đó đi xuống mát thì những cái tụ này gọi là những cái tụ đặc biệt các bạn ha chúng ta không có được bỏ những tụ này chúng ta sẽ phải đo trên đầu đầu tụ đó xem nó có bị chạm hay không nếu mà nó bị chạm thì chúng ta hay thế ha không có được bỏ vẹ bỏ ha đó là những cái con tụ mà từ trong con ic nó đi ra đúng không mình sẽ nói rõ hơn trong những video clip về tụ điện là nơi điện tụ ha thì mình sẽ trình bày trong clip đó sau các bạn thấy không đo nếu nó bị chạm thì chúng ta hãy thấy còn nếu mà trường hợp chúng ta đã làm đã làm hết tất cả rồi mà vẫn không được thì chúng ta cứ đè rồi chúng ta hãy thấy đại thôi rồi như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip nữa đây cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này chào các bạn chúc các bạn thành công